Chiều ngày 27 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, kỳ họp thứ 24, kỳ họp mở rộng để đánh giá xếp loại Đảng bộ huyện năm 2022 và xếp loại các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2022. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc trưởng các tổ chức chính trị xã hội huyện tránh văn phòng huyện ủy tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện tránh thanh tra huyện trưởng các phòng chuyên môn ủy ban nhân dân huyện thủ trưởng các đơn vị trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện bí thư các đảng bộ tri bộ trực thuộc huyện ủy phó bí thư đảng ủy quân sự huyện chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trình bày dự thảo báo cáo đánh giá xếp loại Đảng bộ huyện năm 2022. Trong năm 2022, tập thể ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đã đoàn kết tập trung lãnh đạo chỉ đạo vượt qua những khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năm 2022, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành 6 chỉ thị, 4 quy định, 12 hướng dẫn, 169 quyết định, 15 chương trình, 69 kế hoạch, 362 công văn, 312 báo cáo, 237 thông báo kết luận, 107 kết luận, 19 tờ trình. Tiếp nhận và trình xử lý 4.565 văn bản của các cơ quan ban ngành cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương gửi đến theo đúng quy định. Trong 30 chỉ tiêu chủ yếu có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với năm 2021. Tình hình kinh tế xã hội của huyện cơ bản ổn định và có bước phát triển Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 10,3%, tổng giá trị sản xuất là đạt 11.021,6 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 1.027,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 2.500 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, giảm 44,4% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người trên năm đạt 43,8 triệu đồng bằng 100% kế hoạch, tăng 4,2 triệu đồng so với cùng kỳ. Đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Đồng thời, Đảng Bộ cũng chú trọng chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định quy chế làm việc và công tác kiểm tra giám sát, các tổ chức cơ quan đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 10 trên 49 đảng bộ, tri bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 39 trên 49 đảng bộ, tri bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ với trách nhiệm cao, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến và báo cáo dự thảo đánh giá xếp loại Đảng bộ huyện năm 2022, chỉ ra những tồn tại hạn chế nguyên nhân để từ đó có kế hoạch xây dựng khắc phục trong năm 2023 cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hoàn, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trình bày công khai tài sản thu nhập của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại Đảng bộ huyện năm 2022 và phiếu lấy ý kiến đề xuất mức xếp loại các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2022.